Thưa quý vị và các bạn, theo đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 đến năm 2020 được Thủ tướng phê duyệt, thì đến năm 2015 sẽ có 250.000 người khuyết tật có khả năng lao động, được học nghề và có việc làm phù hợp. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này thì rất cần có sự liên kết hiệu quả giữa người khuyết tật và doanh nghiệp và trung tâm dạy nghề. Bị khuyết tật vận động ở cả tay và chân, anh Võ Phong Kỳ ở Nam Định chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một việc làm ổn định. Thế nhưng may mắn cộng với nghị lực vươn lên, sau khi hoàn thành khóa học về đồ họa, anh Kỳ đã trúng tuyển tại công ty Airsoft Flow. Thì công việc này tôi muốn là những xã hội nhìn chúng tôi với một người là như một người có ích, không phải là không thể làm được việc gì hết. Và chúng tôi muốn là ngoài việc là tự nuôi sống bản thân rồi giúp cho có thể một phần giúp gia đình, thì chúng tôi muốn là muốn tấm gương để gọi là cố gắng để vươn lên, chứ không phải là mình bị khuyết tật thì mình không cố gắng hay là mình cứ ỷ lại được, mình sẽ làm hết sức mình có thể. Không gặp khó khăn về mặt vận động, nhưng chàng trai Nguyễn Thanh Hải lại bị câm điếc bẩm sinh. Song với sự giúp đỡ nhiệt tình từ các đồng nghiệp, Hải đã bắt nhịp rất tốt với vị trí chỉnh sửa ảnh. Tôi vào đây từ năm 2012, mới đầu công việc rất khó, nhưng có người giúp đỡ nên tôi đã bắt nhịp được. Với thu nhập khoảng 5 triệu một tháng giúp tôi trang trải cuộc sống của mình, thậm chí phụ giúp thêm gia đình. Sau hơn 7 năm hoạt động, Airsoft Flow, một công ty liên doanh giữa Việt Nam và Đan Mạch, với chuyên môn xử lý các sản phẩm đồ họa cho các khách hàng châu Âu, đã tuyển dụng được gần 50 lao động là người khuyết tật. Với phương châm tạo ra môi trường làm việc bình đẳng cho mọi đối tượng, công ty đã xây dựng được lên văn phòng dành cho xe lăn, xe đẩy, nơi làm việc, căng tin và nhà vệ sinh cũng được nâng cấp dành cho các bạn khuyết tật. Cái điều kiện cơ sở vật chất làm việc nó chỉ là cái rất là cơ bản thôi. Còn cái điều quan trọng hơn hết đấy là việc tạo ra một cái môi trường làm việc hoàn toàn bình đẳng. Và điều đấy không phải là không gặp phải những khó khăn, bởi vì có rất nhiều người khuyết tật người ta nghĩ rằng là vì họ khuyết tật nên họ cần được đối xử một cách đặc biệt, cần phải nhận được những ưu đãi. Thì cái điều đấy chúng tôi hoàn toàn là phải thay đổi cái cách tư duy của họ, bởi vì cái ưu đãi lớn nhất người khuyết tật nhận được đấy chính là được bình đẳng. Do đó họ được bình đẳng với tất cả các nhân viên khác ở tất cả mọi góc độ. Trên thực tế, những mô hình như doanh nghiệp này chưa thực sự nhiều. Theo báo cáo sơ bộ, Việt Nam hiện có hơn 6,7 triệu người khuyết tật, trong đó 60% trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, phần lớn người khuyết tật vẫn đứng bên ngoài hệ thống việc làm của xã hội vì thiếu các thông tin về thị trường lao động. Dù đã có các quy định ưu tiên đối với lao động khuyết tật, nhưng hiện nay hệ thống chính sách vẫn chưa đồng bộ, thiếu sự liên kết giữa người khuyết tật, doanh nghiệp và trung tâm dạy nghề. Các doanh nghiệp nhận người khuyết tật làm việc có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc không chỉ tạo cơ hội cho người khuyết tật, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn cả cho Việt Nam. So với 25 doanh nghiệp ban đầu, đến nay đã có hơn 250 doanh nghiệp của Việt Nam và quốc tế tham gia vào hội đồng này. Để cánh cửa việc làm mở rộng đối với lao động là người khuyết tật, thì trước hết bản thân các doanh nghiệp cần phải thay đổi quan niệm, tuyển dụng người khuyết tật không phải là làm từ thiện, mà vì năng lực tạo điều kiện cho họ hòa nhập tốt hơn.